Cái thằng này. Thế mày muốn nói gì? Muốn nói gì thì nói đi xem nào. Vâng vâng vâng. Con lấy tiền đi và tiêu hết rồi. Con thích hát quá nên đã lấy trộm tiền của bố. Nhưng mà bố ơi, con mắc lỗi nghiêm trọng đến mức bố cắt đứt quan hệ cha con hay sao? Bố đã bảo không nhìn mặt mày nữa rồi đúng không? Bố bình tĩnh lại đi. Trong thâm tâm bố cũng chờ chú ấy còn gì. Chẳng qua bố không nói ra. Con biết lúc nào bố cũng chờ chú ấy quay về. Chờ cái gì mà chờ? Cái thằng phá gia chi tử này. Chính vì thế nên con mới định không về. Chú cũng đừng nói nữa. Chú về thế này là được rồi. Dù sao cũng chỉ có chị dâu lo lắng cho em. Chị là số một. Kết quả thử bánh. Kết quả buổi thử bánh gần như giống nhau. Chúng tôi đã nghiên cứu sự cân bằng của vị bánh bằng cách nêm đếm các gia vị khác nhau. Chúng tôi sắp tìm ra hỗn hợp hoàn hảo nhất rồi. Khi nào thì xong, chúng tôi sẽ cố gắng xong nhanh nhất có thể. Phải chắc chắn chứ. Chúng ta không thể lãng phí thời gian và tiền được. Phó giám đốc Bun thấy thế nào? Tôi nghĩ là nên để phòng phát triển sản phẩm đảm nhận việc này thì hơn. Ý tôi không phải là coi thường ý kiến của trưởng ban Sun Jae-min, mà là chúng tôi sẽ ghi nhận và họp bàn lại liệu có được không. Suốt ngày họp bàn chỉ thêm lãng phí thời gian. Trước mắt, thử khảo sát ý kiến khách hàng trên diện rộng xem. Vâng, tôi hiểu rồi. Nhìn này. Ôi, giật cả mình. Có lẽ cô Xuân Hoa là người đầu tiên giật mình khi nhìn thấy hoa đấy nhỉ. Đây. Tự dưng sao lại tặng hoa cho tôi? Có quyết định tuyển dụng đặc cách vào công ty bánh Lê Cúc rồi. Cô sẽ bắt đầu đi làm từ thứ hai tuần sau. Đây là hoa chúc mừng. Nếu là chúc mừng thì tôi sẽ nhận. Cảm ơn anh rắn chuông. Không biết bao lâu rồi mới được nghe từ rắn chuông nhỉ. Sau trăm đắng ngàn cay cuối cùng cũng được nghe. Ngày xưa anh ngậu lên vì bị gọi là rắn chuông, thế mà giờ lại thích nghe cơ đấy. Sao? Thế hợp với anh quá à? Đúng rồi cô bạn, là rắn chuông cũng được. Miễn là cô đừng lạnh lùng với tôi. Dẫu sao thì cũng không thay đổi được sự thật anh Jun Jae-min là anh trai của Jun Jae-kyung. Đáng vui thì lại thế. Hoa đẹp nhỉ? Jae-kyung cẩn thận nên có thể sẽ bắt tay với phòng tranh khác. Để ý kỹ vào nhé. Kiểm tra sát sao biến động cổ phần nữa. Mình ơi! Tôi sẽ gọi lại sau. Anh về rồi. Con chào mẹ. Ừ, về rồi à? Anh về rồi à? Ừ. Hôm nay em làm những gì? Em đọc sách. Anh bảo lần trước vào phòng bí mật của Ju Hye-ran rồi đúng không? Ừ. Có thấy gì không? Bà ta không cho ai vào phòng đó làm em cũng thấy lạ. Chắc phải có thứ gì đó để em đấu lại Ju Hye-ran chứ. Em tò mò thì tự vào mà xem đi. Rốt cuộc bà ta giấu thứ gì khủng khiếp trong này? Dù gì mình thấy rất lạ. Chắc chắn có dấu vết bà ta thông đồng với người đấu giá.
gửi Big Mai yêu quý của mẹ. Nếu mẹ được gặp con dù chỉ một lần. Bùi Mẫn quá nhỉ. Gì thế này? Không có gì cả. Gì cơ? Bảo Sơn Hoa tự đi sao ư? Vâng, thấy bảo là bạn ạ. Trưởng phòng Dung Chê Kiêng, phòng phát triển sản phẩm, công ty bánh Đê Cúc. Cô mà là bạn Sơn Hoa sao? Thật là nực cười. Đến giờ bông Sơn Hoa đến rồi. Cô ta đòi vào công ty bánh Đê Cúc làm ư? Ai cho phép? Vâng, mời vào. Cái này là cô Dung Chê Kiêng yêu cầu đúng không? Vâng. Không phải bông Sơn Hoa mà là bà chủ mang đến này. Tôi bảo bông Sơn Hoa mang đến cơ mà. Sơn Hoa nhà tôi không rảnh rỗi đến mức chơi đùa với cô đâu. Bà nói gì cơ? Cô tưởng tôi không biết à? Cô lại định viện cớ giao hàng để giở trò với Sơn Hoa nhà tôi. Vẫn còn chuyện để gây sự. Tôi là khách hàng của tiệm bà đấy. Tiệm bánh Hàn Ốc chăm sóc khách hàng chán quá nhỉ. Bà mang về đi. Mang về để bông Sơn Hoa mang đến đây theo đúng như tôi yêu cầu. Phu nhân công ty bánh Đê Cúc dạy dỗ cô về phép đi sự với người khác thế này sao? Cô đúng là hết sức vô lễ. Sao người gì mà càng ngày càng đê tiện thế? Còn bà thì hết sức vô duyên. Bông Sơn Hoa là con gái bà sao? Liên quan gì đến bà? Đây là chuyện giữa tôi và bông Sơn Hoa. Bà đừng có xen vào. Hành con bé như thế là đủ rồi. Rốt cuộc cô định hành đến bao giờ nữa? Hay để tôi loan tin khắp công ty bánh Đê Cúc nhé. Cho họ biết Dung Chê Kiêng buôn sang hiếp là hạng người như thế nào. Bà định làm gì? Bà là cái thá gì mà can dự vào? Ra ngoài ngay. Công ty bánh Đê Cúc cũng không thể tồi tệ hơn được nữa. Con gái của chủ một công ty làm bánh lại không biết quý trọng đồ ăn thế này. Thấy thương tình nên tôi kiềm chế. Sao ai cũng muốn chọc tức mình thế này? Mun Sebiak. Sebiak ơi. Mẹ không đến thăm con thường xuyên nhỉ? Mẹ xin lỗi. Mẹ sẽ vào công ty bánh Đê Cúc làm việc rồi minh oan cho mình. Sau đó mẹ sẽ đường hoàng đứng trước mặt Sê Biết. Con sẽ chờ mẹ đến lúc đó chứ? Hôm nay là mẹ đến nhỉ? Dạ. Tuần trước tôi thấy bố thằng bé đến một mình. Bố thằng bé ư? Cậu cao cao, tính tình cũng cởi mở và hay cười lắm. Tôi thấy cậu ấy đứng nói chuyện vui vẻ với thằng bé một lúc lâu rồi mới về. Sao anh Jun Jae-min lại đến đây? Lại dùng tính ngữ rồi. Đã quyết định làm bạn rồi cơ mà. Tôi đi có việc ở gần đây nên ghé qua. Không ngờ lại gặp nhau thế này nhỉ. Nói dối. Thì ra anh Seo Jun nói cho anh biết. Cô siêu thật. Tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa đến tìm cô thì mới biết. Tôi xin nghỉ phép nửa ngày rồi chạy đến đây đấy. Để tôi đưa cô về. Có phải anh Jun Jae-min không? Hả? Có phải anh Jae-min hay đến thăm Xe Biếc nhà tôi không? À, cũng vài lần. Nghe tôi nói mẹ rất mạnh mẽ và sống tốt nên thằng bé vui lắm.
Có gì mà phải nhìn tôi với ánh mắt biết ơn thế? Không cần thế đâu. Xe buýt nhà tôi nói gì với anh thế? Nói gì ý nhỉ? À, xe buýt bảo may mà có chú Jun Jae-min ở bên cạnh mẹ cháu và bảo mẹ cháu phải đối tốt với chú nữa. Đi thôi. Có phải cô không nhỉ? Đúng rồi. Sao bao nhiêu năm rồi mà cô không già đi chút nào vậy? Vẫn trẻ y như xưa. Tôi là mẹ hai bé sinh đôi ở đối diện nhà cô ngày xưa đây. Ôi, đúng rồi. Không ngờ lại gặp chị ở đây thế này. Tôi vui lắm. Hai cậu sinh đôi nhà chị chắc lớn lắm rồi nhỉ? Lớn mà làm gì? Hai thằng lấy vợ cả rồi, lại mới sinh đứa thứ hai sát ngày nhau làm tôi bận túi bụi lên đây.